Đúng ngày 26 tháng 12 âm lịch, bốn con giáp liên tiếp trúng độc đắc hai lần, ăn đậm trúng lớn, ôm tiền tỷ, khao cả làng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 2023, năm Quý Mão. Vận may gõ cửa, tình yêu đâm chồi nảy lộc. Và đây là những con giáp may mắn nhất nhì trong ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 2023. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12 âm lịch, ngày Kỷ Hợi này chính là cái ngày mà những con giáp này sẽ đón nhận cái lộc trời ban. Từ sự nghiệp đến cái tài vận cho đến cái đời sống tinh thần của các bạn đều cũng sẽ bước lên một tầm cao mới. Những khó khăn còn đang tồn đọng trong quá khứ thì đều sẽ được giải quyết sớm trong cái ngày hôm nay. Nhiều bạn có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Các bạn không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn được quý nhân phù trợ. Ai đang cô đơn, đang buồn khổ, trong chuyện tình cảm cũng sẽ có cơ hội gặp được cái người phù hợp. Tình duyên thăng hoa, sự nghiệp thì thăng tiến, cuộc sống chính thức bước sang một cái tầm cao mới. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày 26 tháng 12 âm lịch là ngày Kỷ Hợi đúng không ạ? Thì đây là những ngày cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão. Chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa là bước vào cái ngày Tết âm lịch, đúng không ạ? Và con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 26 tháng 12 âm lịch, ngày Kỷ Hợi ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Những gia chủ tuổi Dần được cục diện là Dần, Hợi, là lục hợp. Bên cạnh đó, trong ngày 26 tháng 12 âm lịch ấy, thì cái cục diện lục hợp nó cũng cho thấy cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dần cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Công việc thì nói chung ấy, là cũng được may mắn. Bên cạnh đó là có thêm quý nhân chính quan nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những người đang ngóng tin tức may mắn thi cử hoặc là gì xin việc, hoặc là muốn thăng lương tăng chức, hoặc là nhận được cái tháng lương thứ 13 trong thời gian này thì cũng sẽ cực kỳ hanh thông thuận lợi. Quý vị sẽ gặp nhiều cái may mắn, tốt lành, tiền bạc đầy túi trong cái ngày hôm nay. Gia chủ làm việc thì có trách nhiệm, thẳng tính, thà là mất lòng trước được lòng sau, nên là ai cũng phải kính nể. Cái sự khéo léo cũng sẽ rất quan trọng trong thời gian này khi mà bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, với tiền bối, với khách hàng, và sẽ có một cái cuối năm cực kỳ là vui vẻ, ưng ý với tài lộc đầy mình. Thì đây cũng là lúc mà các mối quan hệ nó ổn định. Những người tuổi Hợi sẽ có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ cái ý kiến, cảm xúc của mình. Thì đây cũng là cái thời gian tốt nhất để tìm kiếm những cái cơ hội mới trong cái chuyện kinh doanh buôn bán về sau, hoặc là hợp tác trong công việc. Đó. Quý vị cũng nhân cái dịp cuối năm này mà đi tham gia và đưa lễ, đưa Tết, hoặc là thăm lại những cái người bạn thân, thăm thú, chúc Tết những người đồng nghiệp, cũng như là gì những cái đối tác, những khách hàng, để gì tăng thêm cái độ sự thân thiết. Nói chung ấy, những người tuổi Dần trong thời gian này cũng cần phải lưu tâm đến cái việc điều tiết kế hoạch thời gian, đừng có để cái vấn đề nó trở nên rối rắm do cái khối lượng công việc nó vượt quá tầm kiểm soát. Nói chung cái thời điểm cuối năm này thì không tránh khỏi cái việc là gì công việc nó bị dồn dập lại. Vậy nên quý vị cũng cần phải học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân, sử dụng cái tư duy lý trí để gì đo lường các vấn đề thực tế và tìm ra cái hướng phát triển thuận lợi hơn. Thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó cũng sẽ mang tới nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức cho những người tuổi Dần. Nếu biết chớp lấy cái thời cơ thì các bạn hoàn toàn có thể là gì bước lên một cái tầm cao mới. Thì ngoài ra, những người tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong cái thời gian này. Nhất là những ai mà đang có ý định khởi nghiệp trong thời gian tới thì cũng nên đưa ra một cái kế hoạch cụ thể đấy. Và đặc biệt là những người mà nắm bắt được cái cơ hội cuối năm này, mở ra cái cơ hội kinh doanh làm ăn ấy, do cái nhu cầu mua sắm cao nên là tiền bạc thu về cũng sẽ gì chất đống và khiến cho quý vị nói chung là đôi khi cũng phải ngỡ ngàng về cái tài vận của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Dần cũng được sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ cục diện được cục diện ở ngũ hành tương sinh. Vậy nên ấy, là nhất là những người mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì nên chuẩn bị cái tinh thần có thêm nhiều cái hợp đồng mới, nhiều cái khách hàng mới, nhiều cái đối tác mới. Và sắp tới thì cũng đỡ đau đầu hơn, quý vị có thể được ngủ ngon hơn và không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền nong. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cũng như là bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân,
Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Dần. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta không thể kể đến, đó, không thể không kể đến, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão thì trong thời gian này thì nói chung được cục diện tam hội, tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó trợ vận, nó hộ thân. Vậy nên ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cái cơ hội, gặp được nhiều cái may mắn. Những người làm quản lý, những người làm quan chức ấy, thì cũng sẽ được thuận lợi, hanh thông. Và công việc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đó, rất là quý nhân tương trợ giúp đỡ. May mắn nữa là những người tuổi Mão sẽ được quý nhân tương trợ. Vậy nên là gì? Khi mà gặp khó khăn, gặp trắc trở trong công việc ấy, thì cũng có người giúp đỡ kịp thời, giúp cho những cái công việc nó tiến triển thuận lợi như mong muốn. Thêm nữa, cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội tiếp xúc, mang lại nhiều cơ hội mở rộng cái quan hệ của những người tuổi Mão. Và giúp cho quý vị tìm kiếm được nhiều đối tác mới, khách hàng mới và công việc cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đồng thời, những người tuổi Mão trong thời gian này cũng đưa ra được những cái quyết định chính xác. Đấy. Nắm bắt được cái thời cơ. Vậy nên là gì? Cái cơ hội gia tăng cái tài lộc, cái may mắn với những người tuổi Mão trong thời gian này cũng gì rất là khả quan. Bên cạnh đó, nhờ được cái vận trình tình duyên nó thuận lợi, bên cạnh đó, cái vận trình công việc nó thuận lợi, nó cũng kéo theo cái vận trình tình cảm của những người tuổi Hợi cũng được tốt lành hơn hẳn, do được cục diện là gì? Tam hợp nó hỗ trợ, nó chiếu mệnh. Những người tuổi Mão là những con giáp mà gặp hung hóa cát, luôn có người nâng đỡ nên là sẽ tránh được kha khá những cái hung hiểm trong công việc, trong gia đình. Có chuyện gì bức bối thì quý vị cũng nên tâm sự với người nhà, đừng có vạch áo cho người xăm lưng. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái lộc lá đến với những người tuổi Mão cũng khá là tốt, nhờ được cục diện là thủy mộc tương sinh. Những người kinh doanh buôn bán trong thời gian này, cái thời điểm cuối năm là một cái thời điểm mà thu hút cái tài lộc, phát tài phát lộc, tiền bạc chất đống. Nói chung ấy, buôn gì cũng may mà bán gì thì cũng hết. Bản mệnh làm ăn thì uy tín, chất lượng sản phẩm cũng luôn được đảm bảo, nên là cũng sẽ giành được cái lòng tin của khách hàng và giữ được khách hàng. Nên là gì? Trời thương, làm gì cũng sẽ ra tiền với những người tuổi Mão. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những gia chủ tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 26 tháng 12 âm lịch ngày Kỷ Hợi thì không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm này thì những người tuổi Mùi nói chung ấy lại được thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ, nó xuất hiện. Đó, nó cũng báo tin vui cho những người tuổi Mùi biết rằng là gì? Bằng cái nỗ lực, bằng cái sự phấn đấu, bằng cái sự cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua thì trong thời gian này đã có những cái thu hoạch nhất định đấy. Nhiều người sẽ nhận được phần thưởng nhờ cái sự chăm chỉ và cái xử lý vấn đề khôn ngoan của mình. Tuy nhiên, vẫn có một số cái chuyện gây áp lực cho những người tuổi Mùi, khiến cho các bạn phải nghĩ ngợi, phải căng thẳng. Quý vị đừng để cho những cái chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không ấy, các bạn sẽ gì mệt mỏi và có xu hướng là dễ mắc phải những cái sai lầm trong công việc. Thêm nữa, lại được cục diện tam hợp nó chiếu cố, không những nó giúp cho cái vận trình công việc được hanh thông thuận lợi, mà nó còn sẽ giúp cho cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi ấy, được tốt lên. Mặt nhân duyên thì vượng, đôi lứa yêu đương thì được nồng cháy. Thế nhưng các bạn phải năng ra ngoài gặp gỡ với những người khác, chứ đừng có ru rú ở trong nhà. Vì thế, đấy, khi mà ra ngoài thì quý vị sẽ vừa kết nối được cái những người bạn mới, mở rộng cái mối quan hệ của mình, đồng thời cũng sẽ tìm được cho mình những cái người ưng ý. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi cũng dự báo đây là cái cơ hội tốt để cho những người tuổi Mùi cải thiện cái tình hình không thuận lợi, tìm kiếm thêm cơ hội đảm nhận thêm cái phần thưởng xứng đáng dành cho những cái nỗ lực của mình trong tương lai. Cái sự thay đổi
tích cực. Đấy, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mùi giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì cái bầu không khí hài hòa trong cái tập thể. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Mùi cần tập trung vào cái vấn đề tài chính đó, xem xét thu chi và cân đối nó hòa hợp trong dịp cuối năm. Hứa hẹn khi các bạn làm tốt thì sẽ mang đến cho quý vị một số cái tin vui về cái mặt tiền bạc. Nhưng mà quý vị cũng cần phải nhắc nhở bản thân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, hoặc là gì, hình thành cái thói quen tiết kiệm ngay từ bây giờ. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn, thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, trong ngày 26 tháng 12 âm lịch ngày Kỷ Hợi ấy, thì những người tuổi Tý được thiên tài nó chiếu mệnh. Nên những người tuổi Tý trong cái ngày hôm nay sẽ có may mắn bất ngờ trong công việc. Đấy, trong những cái chuyện buôn bán kinh doanh, hoặc là những người làm thêm, những người làm nghề tay trái sẽ có một khoản lộc trời cho. Đấy. Một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày hôm nay. Những người tuổi Tý thì được thần tài đem cho của khá nhanh. Nhưng nên là gì? Quý vị cần phải nắm bắt lấy cơ hội và nắm chặt lấy cái tài lộc của mình. Trong thời gian này cũng khuyên quý vị chỉ nên làm ăn chậm rãi, không bất chấp cũng như là không hấp tấp hay là đam mê những cái trò đỏ đen, kẻ lộc lá nó lại bị tiêu tán. Thêm nữa, với những người tuổi Tý còn may mắn được cục diện tam hội là Hợi Tý Sửu nó trợ lực, nó giúp đỡ. Vậy nên ấy, những người tuổi Tý sẽ gì gặp được nhiều cái may mắn, công việc ngoại giao, công việc quan hệ sẽ gặp nhiều cái thuận lợi, thành công mỹ mãn. Nói chung ấy, hôm nay những người tuổi Tý sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng nhờ vào cái tài năng ăn nói khéo léo, và một số người đi xin việc cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi hơn chính nhờ cái sự nhanh mồm nhanh miệng của mình. Cái sự chủ động của những người tuổi Tý trong cái ngày hôm nay ấy, cũng đem lại cái tính dung hòa trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc nhờ được cục diện là gì, ngũ hành tương sinh, nên là nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tý có được cái tài lộc vượng vận tài lộc. Vậy nên khuyên những người tuổi Tý nên biết hài lòng với những cái gì mình đang có ở cái thời điểm hiện tại. Nói chung ấy, trong cái thời điểm này ấy, thì quý vị cũng không nên tiêu xài hoang phí, vẫn ở trong cái năm thứ 3 của tam tai, vì thế mà quý vị cũng cần phải dành dụm cho mình một khoản tiền để chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong ngày 26 tháng 12 âm lịch ngày Kỷ Hợi ấy, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 26 tháng 12 âm lịch ngày Kỷ Hợi thì những người tuổi Sửu cũng được cục diện là tam hội là Hợi Tý Sửu nó trợ vận. Vậy nên công việc của những người tuổi Sửu trong cái ngày hôm nay cũng sẽ suôn sẻ hơn trước rất là nhiều. Gia chủ sẽ được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc sẽ được giải quyết một cách là gì ổn thỏa và sớm. Đấy, giúp quý vị hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cái việc quan hệ với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh ấy, thì cũng vô cùng là hòa hợp, vui vẻ. Vậy nên là gì? Đây cũng là cái thời điểm để gia tăng thêm cái cơ hội cho những người tuổi Sửu nắm bắt để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Thêm nữa, lại được thực thần nó độ mệnh. Đấy, nó cho những người tuổi Hợi có lộc ăn uống, và những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng sẽ ăn nên làm ra. Nói chung ấy, có những khoản nợ nần thì quý vị cũng sẽ trả sạch, hoặc là gì giải quyết được những cái vấn đề, giải quyết được những cái việc đã có hẹn trước. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn do thực thần mang lại, có cơ hội được gặp gỡ, kết nối, giao lưu. Một số người còn may mắn được cái chuyện kinh doanh buôn bán nó cũng thuận buồm xuôi gió.
Thêm nữa, cái đường tình cảm của những người tuổi Sửu do được cục diện tam hội là hợi tí Sửu nó nâng đỡ, nên là những cái khúc mắc trong họ hàng, những cái khúc mắc trong công việc, những cái khúc mắc trong các mối quan hệ, nói chung ấy, nó cũng được giải quyết bình an may mắn, gặp hung hóa cát và được ơn trên phù hộ nâng đỡ, nên là những người tuổi Sửu chăm chỉ hành thiện trong suốt thời gian vừa qua cũng tránh được những cái chuyện tai bay vạ gió. Trong thời gian này, những người tuổi Sửu mà đang còn độc thân ấy, thì cái vận đào hoa nó cũng khá là vượng, có cơ hội gặp được cái tiếng sét ái tình và chìm đắm trong cái tình yêu. Các cặp đôi thì hài lòng với cái mối quan hệ ngọt ngào hiện tại. Tình cảm của hai người khiến cho không ít người phải ghen tị và đố kỵ cũng như là ngưỡng mộ. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 26 tháng 12 âm lịch ngày Kỷ Hợi mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên là sẽ thoát được cái hoạn nạn trong cái công việc, trong cuộc sống trong thời điểm này. Thực ra ấy, những người tuổi Dậu thì cũng biết rằng mình có nhiều cái thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn, nên là rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người đóng góp ý kiến, nên là cũng được trời thương Phật độ ban cho mọi việc được như ý. Thêm nữa, những người tuổi Dậu là những người rất hòa đồng với mọi người xung quanh, khiến cho những người khác cảm thấy là dễ chịu khi mà tiếp xúc với mình. Nói chung ấy, cái ngày 26 tháng 12 âm lịch ngày Kỷ Hợi này ấy, thì khi đi xa hay quý vị có thể gặp khó khăn cũng được sẽ người khác giúp đỡ, tránh được cái họa, và nhờ có ăn ở có phúc có phần, nên là những người tuổi Dậu cũng không sợ bị thiệt thòi bởi cái quả ngọt vẫn đang gì chờ đợi các bạn ở phía trước. Thêm nữa, nhờ được cái thực thần nó chiếu mệnh, nó nâng đỡ, lại được cục diện tam hợp với tháng, đúng không ạ? Tháng 12 là tháng Ất Sửu, nó Tị Dậu Sửu, nó tam hợp, nên là ấy, những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng có lộc lá vây quanh đó. Nói chung ấy, gia chủ có lộc ăn uống, có quả cáp hoặc là được cho tiền, được tặng quà. Những người tuổi Dậu là những người vui vẻ, lạc quan, nên là cũng không khó tìm được lộc lá như ý đầy mình trong cái ngày hôm nay. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và vượng vận quý nhân trong với những người tuổi Dậu, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là trong cái ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 2023 ngày Kỷ Hợi, chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dần, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Sửu và 6 là những người tuổi Dậu. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, ăn Tết giàu to trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.